Tỉnh Phú Yên vừa triển khai dự án tăng cường năng lực cộng đồng trong bảo tồn quần thể rặng san hô Hòn Yến tại thôn Nhân Hội, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An. Dự án có tổng kinh phí gần 3,2 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ nay đến tháng 12 năm 2021, gồm hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân về tác hại của túi ni lông, đồ nhựa sử dụng một lần, phân loại rác thải hữu cơ và vô cơ, tập huấn các lớp đào tạo, nâng cao năng lực cho chính quyền địa phương, cán bộ nòng cốt các hội đoàn thể và cộng đồng dân cư địa phương về quản lý, bảo vệ hệ sinh thái biển, hệ sinh thái rặng san hô. Đồng thời tập huấn đào tạo tuyên truyền viên cộng đồng để tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về giảm thiểu chất thải nhựa, nước thải, chất thải rắn từ sản xuất, sinh hoạt, bảo vệ hệ sinh thái rặng san hô, thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự án góp phần thực hiện thành công chiến lược bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.